Với hành vi này, hôm nay 15 tháng 10, Tòa án Nhân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh 1986, ngụ huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị can này bồi soạn cho gia đình bị hại số tiền gần 200 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai đứa con của nạn nhân theo luật pháp của pháp luật. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Khánh hành nghề thu mua hải sản và thuê nhà trọ tạm trú ở thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, Kiên Giang. Vào chiều ngày 19 tháng 8 năm 2019, trên đường đi nhậu về thì Khánh xảy ra mâu thuẫn về chuyện tham gia giao thông trên đường với Mai Văn Tự 1999 và Mai Vũ Linh 1998, cùng ngụ huyện An Minh. Thấy vậy, Tự xin lỗi Khánh rồi cùng Linh bỏ đi, lúc này Khánh gọi cho đồng bọn đem hung tàn khí đến đánh Tự. Nghe vậy, Linh liền chở Tự qua chợ mua hai cây dao loại dao yếm và gọi thêm hai người đam mê thủ nữa rồi quay lại gặp gỡ Khánh đang đứng, Tự dùng dao chém vào lưng Khánh bị yêu mến tật 6%. Trong lúc bỏ chạy, Khánh thấy anh Phan Thanh Điền 1987, ngụ thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, đang đi mua cháo nuôi mẹ bệnh ở bệnh viện, nên Khánh cho rằng Điền là người trong băng nhóm của Tự và Linh nên xông vào đánh và dùng chân đạp nhiều cái vào người làm anh Điền bị dập lát lách, gãy 7 cây xương sườn và chết trong bệnh viện. Bị cáo Tự và Linh được tòa đình chỉ xét xử do bị cáo Khánh rút lại yêu cầu xử lý hình sự. Riêng hai bị cáo Mai Văn Tự và Mai Vũ Linh bị tòa đưa ra xét xử về tội cố ý gây yêu mến tích cho Khánh 6% bằng hung tàn khí nguy hiểm. Tại phiên tòa, Khánh đã yêu cầu tòa không xử lý hình sự nên hai bị can này được tòa đình chỉ xét xử theo luật pháp của pháp luật, nhưng buộc Tự và Linh liên đới bồi soạn cho Khánh số tiền 50 triệu đồng.